Nếu anh em nào có nhu cầu mua nick, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hi, chào tất cả anh em. Ở trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lấy lại ngọc anh em bị phá. Anh em có thể có nick ngon, full tướng hay là full trang phục đều là VIP. Nhưng đã bao giờ bạn cảm giác được một ngày nào đó bạn vào game và chẳng có thấy viên ngọc cấp 3 nào ở trong bảng ngọc của bạn? Đừng lo lắng gì cả anh em ơi, tại vì đã có cách giải quyết ngay bây giờ cho anh em. Đương nhiên rồi, một cái nick trừ tướng và trang phục ra, điều quan trọng ở đây đó chính là bảng ngọc. Với một anh em nào mà chơi ở các bậc rank cao thì bảng ngọc nó thực sự rất là cần thiết. Chơi một cái nick mà không có bảng ngọc cảm giác nó cực kỳ tù túng anh em ạ. Đặc biệt là khi anh em nào muốn bán nick thì bảng ngọc lại vô cùng quan trọng hơn khác nhá. Thì đó là tầm quan trọng của bảng ngọc, và bảng ngọc khiến cho anh em rất là bực mình rồi đúng không nào? Vậy thì tiếp đây chúng ta nói về phần làm sao lấy được bảng ngọc khi bị phá nhá. Chúng ta cần phải biết về phần đó chính là membership của Liên Quân. Tức là khi anh em nạp 200 quân huy vào, anh em sẽ nhận được một đợt quay. Đấy là cái về vòng quay siêu cấp nhá. Chúng ta nói về các thành viên thân thiện này, bạc này, vàng, bạch kim, kim cương 30.000 quân huy này, bạch kim là 15.000 quân huy. Và các bạn có thể nhận được các sự hỗ trợ từ bên gà rán như là bảo vệ tài khoản này khi anh em bị mất ngọc, phá ngọc hoặc là bất kỳ vấn đề gì đó. Bảo vệ tài khoản nhá. Với các thành viên cấp bạch kim, hội đồng sẽ hỗ trợ hết khả năng trong trường hợp liên quan đến việc tài khoản bị mất ngọc. Đó, anh hiểu chưa? Tức là chúng ta không việc gì phải sợ mất ngọc cả. Quan trọng là đeo rank đi và không chơi trung ảo, không bấm vào các link tai tinh ở trên các fanpage, nhóm hay là lừa đảo vân vân và ba la nhá. Ok, các bạn chỉ cần vào đó chính là app của gà rán và lựa chọn phần hỗ trợ khách hàng. Anh em có thể gửi cái phiếu để mà giúp cho họ hỗ trợ, để họ có thể là kiểm tra ID của bạn như nào, nick của bạn ra sao. Đây, ở góc trái màn hình nha anh em ơi. Đây là một cái phiếu của bé Trung từng được hỗ trợ. Thực ra bản thân S thì từng được gà rán hỗ trợ một lần. Tại vì khi đó livestream á thì lỡ tay linh tay anh tinh lại lộ mất mật khẩu theo mấy khán giả đang xem livestream, mình lại vào đấy phá ngọc các kiểu. Nhưng mà không sao, không vấn đề gì anh em ạ. Cái nick của mình thì nạp nhiều đúng nào? Lúc đây là đang ở bậc rank bạch kim. Còn nick của mình đang share cho anh em là ở nick rank kim cương. Nên thoải mái để mà anh em trợ giúp nha. Đây chưa? Anh em nhìn góc trái màn hình đi. Đấy, họ đã can thiệp vào hệ thống kìa, bán toàn bộ 249 viên ngọc cấp 3. Và tài khoản này đang nằm trong danh sách là membership bạch kim nên sẽ được hỗ trợ lại ngọc. Quá tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì còn gì mà phải sợ bị mất ngọc nữa? Về thông tin chi tiết cách lấy lại để mà bảng ngọc này thì mình sẽ dẫn cho anh em cái link của bé Trung nhá. Mình để cái link của bé Trung ở phần mô tả để cho anh em có thể xem cách nhận lại ngọc sau khi bị phá một cách đơn giản hơn. Tại mình không muốn làm lại cái clip là làm cái phiếu để mà gửi hỗ trợ cho họ. Mà các bạn có thể vào kênh của bé Trung để xem lại nhá. Mình sẽ để luôn link cho anh em, để anh em có thể là tiện lợi để xem hơn. Ok, nói một chút về cái khám phá vòng quay siêu cấp bậc kim cương nhá. Chúng ta có bậc như là bạc, vàng, bạch kim và kim cương. Mình xin nói lại đó chính là các bậc này không phải là bậc rank đâu nha anh em ơi. Tức là anh em đừng có nhầm là anh em lên rank bạch kim hay là kim cương hay là tinh anh thì được trợ giúp nha. Không phải, đây là các bậc rank. À không, nếu mình nói là rank thì phải sai một chút. Các bậc hạng ở trong membership. Và khi chúng ta nạp các lượng quân huy vào đây, các bạn sẽ nhận được các hạng và có thể quay các bộ trang phục nhà Roker, biệt đội siêu hùng này, ở trên ID Nguyệt Tộc, Zone Nguyệt Tộc, hay là bộ trang phục của Elsu, Guitar Thình Ái, Liliana, Nguyệt Mỹ Ly và rất nhiều phần quà khác. Em đang quay hơn 300 lượt quay anh em ạ. Tại hiện tại ở trong 3 tháng. Và hạn của cái VIP này là đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 nó sẽ reset lại. Và sau đó anh em lại phải nạp vào. Tức là trong cái khoảng thời gian reset thì anh em sẽ bật hạng thì anh em sẽ mất đi cái lượng quân huy và vòng quay. Và anh em cần phải nạp lại để mà có các lượt quay nhá. Hiện tại mình đang có là 26.877 quân huy nạp vào trong vòng 3 tháng nhá. Vậy tại hạng mình là hạng kim cương. Hiện tại mình đang cố gắng quay rất tích cực, quay tay kinh khủng anh em ạ. Nhưng mà toàn là mảnh trang phục, mảnh tướng và rất là nhiều lượt quay, còn đó chính là 242 lượt quay. Thực sự mình rất là mỏi tay anh em ạ. Nhưng mà mình muốn review cho anh em về xem cái vòng quay này liệu tỷ lệ ra đá quý có cao không. Dừng lại.
càng ta. Mặc dù ở trong cái ạc thì hiện tại đang dư rất là nhiều đá quý rồi, nhưng mà nếu mà tự dưng lại được một cái free thì tội gì lại không tham gia, đúng không nào anh em? Đây rồi, Airi Kiyamono và Zone Thế Tử Nguyên Tộc ạ. Quay tiếp nào. Anh em có thể thấy được rằng ở cái lịch sử trúng thưởng kia của chúng ta rất là nhiều mảnh trang phục và rất là nhiều mảnh tướng. Hiện tại chắc là mình, anh em biết mình đang muốn làm điều gì không? Chứ là không biết là thuê ai để mà họ có thể là quay hộ mình hơn 200 lượt ta. Thực sự rất là mỏi tay luôn anh em ơi. Có bạn nào rảnh không? Rảnh thì comment quay giúp S với nào. Trời ơi, cái nick này nhiều lượt quay quá anh em ạ. Chắc là sang tháng lại có thêm mấy trăm lượt quay khác. Tại vì mình nạp rất là nhiều quân huy mà anh em. Anh em thấy được mấy cái pha chuột bạch mình đấy. Thì nhiều lúc mình có nạp mấy nghìn quân huy nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thành ra là hiện tại lượt quay rất là nhiều luôn. Không biết anh em nào muốn thử sức vận may ở trong cái lượt quay này không? Nếu bạn nào mà có bị phá ạc, phá ngọc thì cứ gửi hỗ trợ đến gà rán nhá. Nhiều bạn nhất định sẽ bức xúc rằng nếu vậy thì em chơi free bị mất ngọc thì ai trợ giúp cho em đây? Em cũng đứng hình luôn tại vì cũng chẳng biết phải trả lời kiểu gì. Đành chịu thôi anh em ạ. Lời khuyên của mình dành cho anh em là thứ nhất, chơi là phải biết bảo mật nick, là phải tài khoản liên kết tài khoản với Garena nhá. Đừng có liên kết với thằng Facebook. Facebook là một trong các ứng dụng hàng đầu nhưng lại bảo mật rất kém. Kém xa tít tắp Gmail anh em ạ, của Google đó. Nên nguy cơ anh em bị rip nick Facebook này, bị hack nick Facebook này rất là cao. Nên bạn nào tài khoản đang ở nick Facebook ấy, chuyển ngay sang bên Garena cho mình. Cách chuyển thì anh em search Google có đầy ra, chuyển tài khoản Facebook liên kết với tài khoản Garena nhá. Nếu không thì đến lúc mất nick lại kêu, đấy không ai giải quyết giúp bạn ở đâu. Thứ hai ấy, chơi là tự chơi một mình cái nick đấy. Đừng có xe này xe nọ cho bạn này bạn kia, đến lúc mất nick lại kêu khổ, không được đâu bạn ơi. Thứ hai, tuyệt đối không ấn vào mấy cái link nào là vào đây nhận đá quý, vào đây nhận cốt VIP, rồi ạc VIP, rồi phun tướng, phun ngọc, hay là các tướng này, tướng nọ kia của bọn lừa đảo ở trên các nhóm hay là các nhóm fake, bọn nó lừa đầy ra anh em ạ. Đừng bao giờ kích vào mấy cái link kia, chỉ kích vào các link nào ở đúng cái trang chủ của Garena như là garena.vn nhé. Garena.vn, cái đấy là cái quan trọng. Và chỉ xem ở trên các kênh YouTube lớn, họ có uy tín để mà có thể gửi đến cho anh em các sự kiện thì nhớ là đó. Chứ anh nhiều anh em cứ ham của rẻ, cứ ấn vào đó. Thực ra mình nói một câu này nó hơi củ chuối một chút, đó chính là bạn nào càng ghét gà rán thì các bạn đó càng ít khi bị lừa được. Nói thẳng ra là không thể lừa được. Tại vì trong tư duy của bạn ấy rằng thằng gà rán này nó chuyên hơn máu, nó đéo bao giờ có cái gọi sự kiện gì ngon cho anh em cả. Làm gì có chuyện là tặng 20-30 tướng free, làm gì có chuyện là tặng đá quý free, làm gì có tặng trang phục bậc SS free. Không bao giờ có chuyện đó luôn. Tao đéo bao giờ là ấn vào mấy cái link này đó. Những bạn kia mới là những bạn biết bảo vệ tài khoản ghê gớm nhất. Đời làm gì có cái của thơm nào, đúng không nào? Chỉ có S là gửi đến cho anh em lâu lâu làm event tặng nick cho anh em thôi, chứ làm gì có cái khoản nào mà nó sướng thế hả anh em? Không bao giờ có nhé. Ok, vậy nên anh em phải thực sự cảnh giác và biết cách bảo vệ tài khoản của mình một cách tốt nhất. Còn bạn nào lên cái bậc hạng bạch kim rồi thì chỉ cần chơi thôi, và tuyệt đối không bấm vào mấy cái link lanh tinh tang tinh nhá. Và thật sự bảo quản tốt, thứ nhất đó chính là cái nick Garena của mình, không cho ai chơi cùng, vân vân và bla 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 bla. Nói chung là ok, nói chung là biết bảo quản là được. Còn việc mất ngọc không việc gì phải sợ cả. Người phiếu hỗ trợ lên gà rán, họ sẽ trợ giúp cho bạn chậm nhất là 1-2 ngày nhé. Và quan trọng hơn cả, các tài khoản Garena của các bạn hãy thêm vào số điện thoại, chứng minh nhân dân, Gmail xác thực, hoặc là nếu có liên kết Facebook thì liên kết luôn đi đó. Tăng thêm các cách bảo mật khác. Với các sự bảo mật đó, em chắc rằng anh em sẽ không bao giờ gặp cái vấn đề gọi là sợ mất nick, mất ngọc, hay là sợ bị đang chơi mà bị lốc ạc, vân vân và vân vân. Ok,
Như vậy là em đã lý giải cho anh em cách lấy lại ngọc ở trong Ninh Quân rồi. Chắc hẳn cái lý do và cách thức đầy đủ cho anh em rồi đúng không nào? Còn nếu bạn nào đang có nhu cầu mua nick, hay là vừa mất nick xong, hay là chưa tìm được các ạc vít cho mình, thì đừng quên lên ngay đó chính là shoptng.vn nhá. Em sẽ để link đồng dạng ở dưới phần mô tả. Anh em chỉ cần click vào đấy là có thể mua cho mình các nick cần thiết. Từ các nick mua thẳng này, hay là muốn thử một chút là random, hay là muốn thử random mà trắng tin từ 30k trở lên. Mọi vấn đề từ nạp cạc không thành công, hay là đang chơi mà lại có thằng khác lốc ạc, vân vân và mây mây, anh em chỉ cần liên hệ fanpage của Shop TNG ở ngay trên shop đi nhá, để được hỗ trợ và nhân viên sẽ giải quyết cho anh em tận tình nhất có thể. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip này, và đừng quên like, share clip này để cho tất cả mọi người biết cách để mà lấy lại ngọc sau khi bị phá hay là không may nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Goodbye, see you again. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.